Kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kênh xin kính gửi tới quý vị nội dung Vì sao nhà Nguyễn để mất nước. Nguồn tin từ tác giả Dương Quốc Chính. Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm trước có một bạn hình như là sinh viên có hỏi tôi về vấn đề này. Sau khi trao đổi với bạn ấy, tôi muốn tổng hợp lại nội dung để đưa lên đây cho mọi người có thể thêm ý kiến câu hỏi này quá kinh điển mà học sinh hay là sinh viên khoa sử nào cũng phải thuộc lòng câu trả lời đại khái thế này theo sách giáo khoa chính thống bây giờ triều nguyễn bạc nhược chủ hòa không được lòng dân không chịu canh tân đất nước quân đội thì lạc hậu hèn yếu thực dân pháp thì quyết tâm chiếm nước ta làm thuộc địa đã cho các giáo sĩ đi thăm dò biến giáo dân làm tay trong quan điểm của tôi thì khác với góc nhìn rộng hơn để so sánh với các nước trong khu vực đã bị chiếm và không bị chiếm đầu tiên là so sánh với thái và nhật là hai nước châu á không bị làm thuộc địa thái lúc đó gọi là Xiêm có kinh tế và quân sự tương đối cân bằng với đại nam tên nước ta vào thời minh mạng đến bảo đại hai nước giao chiến với nhau lần cuối là vào thời thiệu trị ngay trước vua tự đức để giành quyền bảo hộ chân lạp campuchia kết quả là hai bên ký hòa ước sau khi nguyễn tri phương đánh bại quân xiêm chân lạp đồng ý nhận sự bảo hộ của cả xiêm và đại nam và một phần ba nước chân lạp vẫn bị sát nhập vào xiêm còn hai phần ba còn lại đã được đại nam cho tái lập nước chân lạp sau 10 năm bị sát nhập tuy nhiên xiêm lại không bị chiếm làm thuộc địa như vậy tiềm lực về quân sự kinh tế không phải là yếu tố quyết định mà là vấn đề ngoại giao xiêm lúc đó bị kẹp mặt bắc và Nam bởi Malaysia và Miến Điện đều là thuộc địa của Anh. Mặt Đông Táp Lào và Campuchia là thuộc địa của Pháp. Anh và Pháp đều muốn chiếm nốt Xiêm. Vua Xiêm phải mở cửa giao thương với các cường quốc bao gồm cả Anh, Pháp, Mỹ, Đức. Nhưng không phải chỉ có mở cửa mà thoát, họ cũng phải trả giá, cũng phải bán nước, không khác gì Vô Tự Đức đã cắt 6 tỉnh Nam Kỳ cho Pháp để cầu hòa. Trước mối đe dọa về chủ quyền từ hai cường quốc phương Tây vào những năm cuối thế kỷ thứ 19, Xiêm đã buộc phải ký hòa ước năm 1907, đồng ý cắt một số vùng lãnh thổ ở Lào và Campuchia và một khoản tiền lớn cho Pháp. Cái giá phải trả cho Anh cũng đắt tương tự, khi Xiêm buộc phải trả lại bốn tỉnh cho Anh. Những hiệp ước này đã phần nào làm giảm áp lực của cường quốc đối với chủ quyền của Xiêm, và đảm bảo sự an toàn biên giới lãnh thổ của một quốc gia được quốc tế thừa nhận. Tổng diện tích Xiêm phải cắt cho Anh và Pháp cũng không nhỏ hơn đất Nam Kỳ. Vậy sao vua Xiêm lại được coi là minh quân mà vua Tự Đức lại trở thành kẻ bán nước? Sự khác biệt giữa Tự Đức và Rama 3 và Rama 4 là mấy ông Thái đã chịu canh tân đất nước, còn vua Tự Đức thì không. Nhưng đó không phải là lý do quyết định đã phân tích ở bên trên. Một lý do mà ít ai nhắc đến đó là sự may mắn là do Thái bị 4 đến 5 cường quốc nhòm ngó nên không nước nào muốn Thái thuộc về hẳn một nước. Thái nắm cơ hội đó để mà đu dây về ngoại giao trong khi Việt Nam lúc đó chủ yếu là bị Pháp nhòm ngó và nhà Thanh là nước bảo hộ lâu đời nhưng mà lại quá yếu so với Pháp. Tự Đức đã từng cử phái đoàn sang Pháp để mà đàm phán xin chuộc lại ba tỉnh miền Đông nhưng không thành. Sau đó cho người đi cầu viện Mỹ, Đức là những nước từng thắng trận của nước Pháp nhưng bị từ chối do các nước này không quan tâm tới Việt Nam. Số phận đã buộc tự Đức phải đi cầu viện nhà Thanh. Thực tế quân Thanh đã kéo sang đánh Pháp, cũng có một số trận thắng nhỏ. Quân Thanh từng kéo sang đóng khắp mấy tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, phủ Lạng Thương và Bắc Ninh để đánh Pháp nhưng kết quả là quân Pháp đánh sang tận Quảng Đông và Đài Loan, khiến cho Thanh phải nhượng bộ để ký hiệp ước Pháp Thanh, công nhận sự bảo hộ của Pháp ở Việt Nam. Như vậy, Tự Đức không phải là không cố gắng bảo vệ nền độc lập, nhưng mà số phận không mỉm cười với Đại Nam như là với Xiêm. Sự không may mắn thứ hai với Tự Đức, đó là quân dân Đại Nam không thuần như là quân dân Xiêm. Khi vua đã ký hòa ước, nhưng mà quân dân Đại Nam vẫn kháng chiến, gây thiệt hại cho Pháp khiến họ có cớ để tiếp tục gây chiến ở Hà Nội, chiếm Hà Nội hai lần, trong khi mục đích của họ là chỉ đi tìm đường ngược sông Hồng sang buôn bán ở Trung Quốc. Kể từ khi vua tự Đức ký hỏa ước nhâm tuất năm 1862 với Pháp, thì quân dân Việt Nam chưa bao giờ ngưng chiến. Pháp sẽ quy trách nhiệm đó là cho vua Nguyễn và quyết tâm bình định toàn bộ nước Việt Nam cho đến khi không có bất cứ cuộc khởi nghĩa nào. Trong khi đó, quân Xiêm lại tuân lệnh vua không khởi nghĩa thế nên thái mới được hòa bình với anh và pháp cho dù vẫn bị mất đất trường hợp của nhật thì khác hẳn nhật chủ động canh tân đất nước nhưng thời gian đầu cũng không phải chịu nhục với mỹ bị mỹ áp bức về thương mại để học hỏi họ nhật không có tài nguyên cũng không phải có vị trí then chốt trên con đường giao thương quốc tế như là malaysia thái lan hay việt nam nhật canh tân từ sớm nên nhanh chóng tự cường để đánh các nước khác và thoát bị chiếm vì có sức mạnh ngang hàng với các cường quốc châu Âu. Vì vậy, so sánh Việt Nam với Nhật là khập khiễng, so với Thái sẽ gần giống hơn. Tóm lại, vua tự Đức và các vua nhà Nguyễn tiếp theo như là Dục Đức, Hiệp Hòa, Tiến Phúc, Hàm Nghi, Đồng Khánh, ký hiệp ước cuối cùng với Pháp, hoàn chỉnh việc xâm lược của thực dân Pháp, đã để mất nước vì các lý do là thiếu năng lực chủ động canh tân để quốc gia giàu mạnh tự cường nhưng mà với lý do cơ bản nhất là ngoại giao cứng nhắc để giết cố đạo gây bất hòa với pháp cản trở tự do thương mại với các nước phương tây lý do thiếu may mắn thường ít khi được các sử gia nhắc đến quân dân việt nam với tinh thần dân tộc quá cao cũng là lý do cơ bản dẫn đến mất nước lý do đó khá oái oăm nhưng mà thực tế bởi vì có đánh nhau đi nữa cũng không thể thắng được pháp do tiềm lực quân sự chênh lệch quá lớn nếu đổ lỗi đó là hoàn toàn cho nhà Nguyễn thì quá bất công. Thì dù sao so với khu vực thì Đại Nam lúc đó là hổ báo cáo trồn. Trong khi Việt Nam bây giờ mới là yếu kém về kinh tế ngay cả trong khu vực. Hồi đó cả châu Á trừ Nhật là kém châu Âu bị làm thuộc địa chứ đâu phải là mình Đại Nam. Trung Quốc còn bị 13 đại cường xâm lược cơ mà. Ấn Độ cũng bị Anh chiếm và may mà người dân Việt Nam vẫn còn hiền lành chịu hàng Pháp. Không thì chắc chắn dân Việt Nam sẽ bị xóa sổ gần như là dân Maya bên châu Mỹ. Biết bao giờ các sử gia Việt Nam mới có thể nhìn nhận khách quan về lý do mất nước. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung bài viết của tác giả Dương Quốc Chính Vì sao nhà Nguyễn để mất nước? Đến đây là kết thúc. Trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung sau.